Phong cảnh thật là yên bình. Âm thanh chỉ có tiếng mõ trầu. Chào các bạn nhé, tôi đang đứng ở một cái xưởng rèn nhỏ bé của anh Chớ, người dân tộc Mông Xanh, Xí Phình, ở xã Xí Phình. Không ở nơi đây cho ra lò rất nhiều sản phẩm thủ công liên quan đến rèn, chủ yếu là dao. Ngoài ra thì cuốc, xẻng, rồi các cái lưỡi của các loại máy cắt thì bạn anh ấy cũng có thể rèn được. Thì các bạn ủng hộ cho anh Chớ nhá. Anh ấy cũng bị cũng là người khuyết tật, mất một chân đấy, một mình anh này đang nuôi vợ và ba con liền đấy. Anh ấy ủng hộ cho anh nhá. Bốn con à? Đúng rồi, ông này bốn con liền. Nhiều quá. Bốn con nhưng mà hết đó rồi. Hello. Mí này là mí xay à? Ờ, một cái. Mí xay. Ồ, mí xay à? Mí xay không? Nó là máy bây giờ à? Ồ, mí xay y mí nhùa à? Phải không? Ờ. À, giới thiệu các bạn đây là bác thợ rèn của chúng tôi. Đấy, bác này tên là Chớ nha. Ờ. Tay rất to, rất khỏe. Rèn thủ công đấy, rèn dao, các nông cụ của người dân, dao, cuốc rồi là tất cả các kiểu. Ngày nay tôi sẽ đến đặt một cái mẫu dao mới cho bác ấy. Chuẩn nhíp. Đấy, chuẩn nhíp. Ai giới thiệu với các bạn là thanh nhíp xe. Nhíp xe thì có nhiều loại lắm nhưng mà không phải là loại nào cũng làm được anh nhở? Chuẩn thôi, nhiều loại nhưng mà cấn thì cấn, nhưng mà không phải là thợ thì đi mua được, không làm được. Không phải thợ thì không mua được. Nó tóm lại là cái nào cũng đánh được thành dao, nhưng mà để dao nó tốt thì phải mua được cái nhíp chuẩn đúng không? Biết kiếm được. Đúng loại đúng không? Ờ. Đấy, ô, đập khỏe quá, gãy cả cái cán này, ác thực. Thái của trâu ta có chẳng hả? Tụi nó lao cả. Đây là quá trình cái này gọi là tôi à? Cái gì đấy? Cái này chưa gọi là tôi đâu chứ. Cái này mới chỉ là để nung. Con lằn nung cho nó đỏ thôi chứ nhỉ? Ờ. Cái này anh đang rèn theo cái người ta làm tổng hay là tự làm? Cái này á? Ừ. Cái này làm trong máy dùng phút thôi. Cà rau lẩn thế đấy. À, ờ. Làm cái lưỡi cho cái máy cắt vào lợn đấy à? Ờ. Cái cố thì thế này nhưng mà cái này không tốt như làm ra cái như cái đó. Ờ, cái này mềm lắm. Ờ. Cái này thì mày thế nào mày không bằng cái như cái làm ra cái thế. Thế này họ đặt hàng gì thế à? Cái hàng cốt theo máy đấy. Nhưng cái này là làm cho nhà mình hay là họ đặt? Làm mang đi ở chợ thôi. À, mang đi chợ bán này à? Ừ. Cái này thì đáng đắt tiền nhưng mà làm cái này khó, mất nhiều sức đạp cho nó được thành công. Ờ. Ừ. Đúng rồi, cái này là thủ công mất rất nhiều thời gian nên là cái giá thành nó cũng phải cao hơn với cái hàng mà người ta làm công nghiệp đúng không? Ờ. Cái này ví dụ như là họ lấy cái bức tranh sắt bình thường họ mài phát là xong đúng không? Ừ, đúng rồi. Cái này cắt phát làm mày cho đi cái sao mà được thành công rồi chứ? 15-20 phút là xong đúng không? Ờ. Nhưng mà cái này thì một ngày thì được mấy trăm cái cơ. Ờ, làm cái kia thì là gọi tự làm kiểu công nghiệp ấy. Ờ. Thì một ngày đúng là được mấy trăm cái này. Ừ. Thế tung ra bán rẻ thì nó sẽ bán rẻ hơn. Rẻ không nhưng mà được nhiều. Ừ. Nhiều con ít
thì nó giá rẻ nhưng mà phù hợp với cái túi tiền. Ờ, không mất sức, mất sức nhưng mà mất không mất như làm cái này đâu. Ừ. Đánh ra cái này. Ừ. Kia là cái máy hàn à? Ờ, máy hàn. Cũng phải hàn nữa à? Ờ. Cái này là ai dạy anh hay là anh tự đi học? Trước kia thì bố làm. Trước kia bố làm à? Ờ. Thế bây giờ bố có làm không? Không, bây giờ ông không làm rồi. À. Rồi, chúng ta cùng xem các cái sản phẩm đã hoàn thành của bác này nhá. Đầu tiên là một chiếc đại đao. Bèm bèm bèm. Làm nhiều năm. Đây. Chất liệu thì phần này thì không nói rồi. Cái phần cán này thì hiện tại tôi đang cầm là một cái cán bằng cao su. Lốp xe ô tô nhỉ. Yeah. Lốp xe tay ga. Ừ. À, nói chung là bằng cao su. À, cao su thì cái đặc điểm cầm là nó rất bám tay. Đúng không? Ừ. Nó rất là bám tay nhưng mà dùng cả ngày thì không bàn cái sổ này đâu. Ừ. Nhưng có một cái điều đó là nếu mà dùng cái lốp mà không tốt thì nó sẽ mủn ra thì nó đen tay đúng không? Ừ. Nó bị đen tay. Đấy. Do vậy rằng là cái con dao mà cùng kích thước mà cái cán này làm bằng bằng sừng trâu với lại bằng gỗ hoặc là bằng bằng cao su thì nó sẽ khác nhau. Đây có 3 loại, 4 loại nhỉ? Nhiều loại. 4 loại. 4 loại cán. Đấy, đây là cán bằng cán bằng bằng sắt nữa. Có cái cán bằng sắt không nhỉ? Có. Không cái cán bằng sắt đâu. Nhưng mà cái cán bằng cái cán sắt cái để gầm nặng thì không bàn cái cán cái đâu. Ví dụ như đây là con cán bằng sắt. Ừ. Đấy. Nhưng mà người không biết làm thì cứ hay dùng cái cán kia. Đây. Ta có thể là chọn chọn theo cán nhá. Còn hình mẫu thì các bạn cứ có thể là gửi cái mẫu lên là bác ấy sẽ rèn được hết. Đấy. Có các loại cán như thế này này. Cán này là cán bằng cao su. Cán tức là cái phần cầm tay của mình ấy. Rồi, đây là cán bằng sừng trâu. Sừng trâu thì rất là đẹp, càng dùng càng bóng, lại đắt nhất. Loại cán nữa là cán bằng gỗ. Đấy, cán gỗ. Và cán cuối cùng đó là nguyên bản nó là bằng sắt luôn. Đó, thế thì đấy là khác nhau về cán. Nói tóm lại là các bác mong muốn làm bằng vật liệu gì rồi là mẫu hình thức nó như thế nào thì các bác có thể là gửi cái ảnh. Đấy, gửi ảnh để chúng bác thợ tôi sẽ rèn được hết. Đấy, đây giới thiệu các bác, đây là đại đao của Dương Quá. Đại đao con này không bán đâu nhá, con này mình chỉ dùng để trang trí ở nhà thôi. Đấy, quảng cáo thôi, nó chưa ra thành phẩm. Cái này còn một bước nữa là tôi bây giờ mới xong cái bước là rèn qua hình thức và cán đó. Còn một phần nữa là tôi cái lưỡi này, tôi cái lưỡi này cho nó cứng này. Đó. Đây. Đây bây giờ là chúng ta đã cùng xem qua một chút về các cái sản phẩm đã hoàn thành rồi. Kích thước nó khác nhau và kiểu dáng nó cũng khác nhau. Đấy. Tùy vào các cái việc mình sử dụng nào. Ví dụ như này là con dao chọc, con dao của Ba Toa đúng không? Ba Toa làm lợn này, nó có hình kiểu tam giác như này. Đó, con dao ở mũi bằng. Đó. Băm chặt vân vân. Đấy. Và có rất nhiều các loại dao nhọn. Đấy. Dao nhọn này thì nó có cái bao như này các bác nhé. Để tránh khi không dùng đến thì chúng ta cho vào bao là nó không bị đứt tay, sát thương. Ở trên miền núi chúng tôi thì cái dao nhọn này dùng là phổ biến này, nó có rất nhiều công dụng. Rất nhiều công dụng luôn. Đây là một con dao chuẩn bị ra lò. Chung là làm thủ công thế này nên là chất lượng thì rất là đảm bảo. Cái giá thành nó hơi cao so với lại các cái sản phẩm công nghiệp, bởi vì là rất đơn giản là do là thời gian làm lâu hơn.
thời gian làm lâu hơn. Thứ hai đó là người thợ ở đây thì phải lựa chọn các cái loại vật liệu sao cho nó phù hợp, vừa cứng lại vừa có độ dẻo dai, vừa sắc bén. Đấy.